Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều hôm nay ngày 27 tháng 5 gồm có các nội dung chính sau đây. Một thập kỷ Việt Nam lan tỏa hình ảnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh dùng sức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10. Hơn 10 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải sơ tán do bão Rayman. Một thi thể vừa được phát hiện nghi liên quan vụ chồng giết vợ. Thưa quý vị, cách đây 10 năm, vào năm 2014, các sĩ quan quân đội Việt Nam đã đặt những dấu chân đầu tiên đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trong hành trình một thập kỷ đã qua, Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, thân thiện, nhân văn và yêu chuộng hòa bình. Là một trong hai sĩ quan đầu tiên của Việt Nam đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Đại tá Mạc Đức Trọng chia sẻ, sau 10 năm, ký ức về lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tại Sudan vẫn rất đặc biệt. Phải xin đi những vùng sâu vùng xa để tìm hiểu thực chất và để tìm hiểu được nhiều nhất để đóng góp cho được cái việc mà xây dựng lên hay là còn truyền đạt lại những cái kinh nghiệm cho các đồng chí sau. Đến nay, Việt Nam đã cử trên 800 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đến các phái bộ, trong đó có 5 bệnh viện dã chiến và 2 đội công binh. Đi đến đâu, những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đều dành được tình cảm yêu mến từ người dân địa phương. Sống ở trong cái môi trường một đất nước, một cái khu vực mà còn rất là nhiều bất ổn như thế này, thì chúng tôi cố gắng làm được những cái gì mà nó thiết thực nhất và nó đáp ứng sát nhất đối với cả yêu cầu của người dân. Tôi nghĩ rằng những gì mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã làm rất tuyệt vời và đã đóng góp nhiều cho cuộc sống của người dân ở các phái bộ gìn giữ hòa bình. Một thập kỷ đã trôi qua, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và lá cờ đỏ sao vàng đã trở nên quen thuộc với người dân ở những quốc gia còn nhiều khó khăn của châu Phi xa xôi. Mới đây, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chương trình kích cầu du lịch với các sản phẩm du lịch mới, tăng tính trải nghiệm phục vụ du khách đặc biệt vào dịp hè, mục tiêu là tăng 10% lượng khách du lịch nội địa, 20% lượng khách quốc tế đến thành phố trong năm nay. Ngoài việc làm đa dạng các chương trình du lịch truyền thống, các đơn vị lữ hành cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Trong cái giai đoạn mùa hè năm nay thì theo cái thị hiếu của khách hàng thì như vậy là ngoài những cái dịch vụ mà chúng tôi giữ dịch vụ trọn gói thì chúng tôi cũng chuẩn bị những cái dịch vụ lẻ như là combo vé máy bay cộng với lại khách sạn và trong và ngoài nước để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Với mùa hè năm 2024 thì chúng tôi sẽ lồng vào những cái chương trình ví dụ như là tham quan Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng, trải nghiệm sông Sài Gòn và thành phố Sài Gòn vào buổi đêm. Một số khu du lịch còn ứng dụng công nghệ cao vào trồng các loại trái cây mới lạ, mang đến các trải nghiệm mới như làm nông dân, chăm sóc vườn trái cây, hái trái và thưởng thức trái cây tại vườn. Rất thích, rất mới mà đẹp nữa, phong cảnh đẹp. Thích thú nhất là những cái cây mà hiện tại trồng đây, rồi ăn được những trái đây, rất là ngon, ngọt. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng thu hút với du khách gần xa. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Trong giai đoạn nước rút này thì các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng sức ôn tập chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng để học sinh lớp 9 tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Trường trung học cơ sở Trương Công Định, quận Bình Thạnh, ở thời điểm này, giáo viên không chỉ củng cố kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng thông qua việc luyện tập các dạng đề thi. Thầy cô vừa ôn tập cái kiến thức của cả năm học cho các em, đồng thời trọng tâm nhất vẫn là hướng các em đến cái phương pháp làm bài, đặc biệt là đối với bộ môn ngữ văn. Từ đầu năm đến giờ thì con học tập trung và đến thời điểm hiện tại thì con tập trung vào việc giải đề và luyện phân bố thời gian hợp lý. Các em vào trường chuyên còn luyện tiếp cận với các dạng bài nâng cao, bồi dưỡng thêm về kiến thức cũng như chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Thì đối với môn chuyên thì chắc chắn ở môn Anh thì tỷ lệ chọi cũng rất là cao nên là cũng phải ôn tập rất là nhiều và cũng phải rất là chắc để có được điểm số cao để đủ để vô chuyên. Lo lắng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, các học sinh cần ôn tập kết hợp nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe và tinh thần tốt nhất trước ngày thi. Một trường mẫu giáo trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang diễn ra cảnh dở khóc dở cười. Trong khi trẻ đến lớp giảm dần từng năm học, thì số lượng khỉ từ trên rừng tràn xuống mỗi lúc một đông. Trường mẫu giáo xã Tân Hiệp nằm trên đảo Cù Lao Chàm, cách thành phố Hội An 20 phút đi cano. Đây là trường mẫu giáo duy nhất dành cho trẻ em sống ở Cù Lao Chàm, hiện trường có 57 trẻ.
Mỗi ngày ở trường này, ngoài trẻ và cô giáo thì khỉ xuất hiện khắp mọi nơi. Cũng đuổi, nhưng mà cứ miết vậy đó, nhưng mà nó hành hung cho các bé thì hầu như là không có, là sống, sống chung. Khỉ là một loài động vật hoang dã, cần được bảo vệ, cho nên là bên cơ quan chúng tôi khuyến cáo người dân là thứ nhất là không cho khỉ ăn, thứ hai là thực hiện một số biện pháp xua đuổi khỉ, ví dụ như là tiếng ồn hoặc thăm dọa thôi, chứ còn là cũng không nên là có những cái hành động mà gây tổn hại đến cái đàn khỉ. Các đơn vị bảo tồn khuyến cáo người dân và du khách khi tới Cù Lao Chàm tuyệt đối không được cho khỉ ăn, không xả rác ra môi trường nhằm cắt đứt nguồn thức ăn, đưa khỉ về lại rừng để trở lại bản năng tìm kiếm thức ăn trong môi trường hoang dã. Ngày 27 tháng 5, Sở Y tế Thái Bình có thông báo kết luận vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình ngày 6 tháng 5, đồng thời khẳng định kết quả cấy máu của trường hợp tử vong cho thấy không phát hiện liên cầu khuẩn nhưng phát hiện trực khuẩn mũ xanh. Đây là loại vi khuẩn có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết, có khả năng gây tử vong cao cho người mắc, nghi ngờ xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở. Sở Y tế Thái Bình cũng khẳng định đây không phải ngộ độc thực phẩm đông người. Trước đó hồi đầu tháng 5, ông PVT 67 tuổi có triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau nhức hai bên sườn sau một bữa tiệc có tiết canh dê. Sau khi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tình trạng ông diễn biến nặng, được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và tử vong vào ngày 5 tháng 5. Sau đó, gần 20 người cùng ăn bữa cỗ với ông T đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và 8 người xin chuyển viện. Các trường hợp khác đã được xuất viện. Tối qua, theo giờ địa phương, cơn bão Rayman đã đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh với sức gió lên tới 135 km/h, khiến hơn 10 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Nhưng hiện tại thì bão Rayman đã suy yếu. Chính quyền Bangladesh cho biết số người thiệt mạng do bão đã lên thành hơn 10 người, gần 800.000 người phải sơ tán. Bên cạnh đó, 30.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ, tàu thuyền và xe buýt phải ngừng hoạt động. Còn ở bang Tây Bengal phía đông Ấn Độ, một trường hợp thiệt mạng được ghi nhận ở thành phố Kolkata. Khoảng 110.000 người đã được đưa đi tránh trú. Mưa bão đã làm nhiều cây cối bị bật gốc, hàng trăm cột điện hư hỏng và nhà dân bị tốc mái. Nhiều khu vực trũng thấp ngập trong biển nước. Hơn 50 chuyến bay quốc tế và nội địa ở thành phố Kolkata đã phải hủy bỏ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp để thảo luận các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố Adelaide ở Australia đang phải đối mặt với vấn đề nan giải, thiếu nhà ở nhưng lại dư thừa văn phòng trống. Chính quyền địa phương đã đề xuất biến những căn văn phòng trống trở thành căn hộ. Người dân sinh sống ở Adelaide đã quen thuộc với những tấm bảng cho thuê văn phòng như thế này. Thậm chí, một tòa nhà văn phòng mới còn sắp mọc lên ngay trung tâm thành phố. Trái ngược lại, người dân địa phương lại chật vật trong việc tìm kiếm chỗ ở. Việc xây mới là điều tốt, nhưng nếu không tận dụng các văn phòng trống thì đó là điều lãng phí. Chúng tôi đã xác định được 150 tòa nhà có tiềm năng chuyển đổi thành căn hộ. Theo Hội đồng Bất động sản Australia, cứ 5 văn phòng ở Adelaide thì có một cái không được sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc chuyển đổi văn phòng trống thành nơi ở không phải là điều dễ dàng. Việc tìm được một văn phòng phù hợp để chuyển đổi là thách thức rất lớn vì thiết kế giữa văn phòng và căn hộ rất khác biệt. Hội đồng Bất động sản Australia cho biết thêm, việc chuyển đổi các tòa nhà đơn thuần không thể giải quyết được khủng hoảng nhà ở tại Adelaide mà cần phải kết hợp nhiều giải pháp khác. Theo viện nghiên cứu ở Kenya, có khoảng 20.000 người bị rắn cắn hàng năm ở quốc gia này với ước tính khoảng 4.000 trường hợp tử vong và 7.000 trường hợp bị biến chứng vĩnh viễn. Do đó, thì các nhà khoa học nước này đã nghiên cứu phát triển các loại thuốc kháng nọc độc mới để giảm tỷ lệ tử vong do rắn cắn. Kenya từng nhập khẩu thuốc kháng nọc độc từ Mexico và Ấn Độ. Tuy nhiên, 50% thuốc không có hiệu quả. Thuốc kháng nọc độc chủ yếu dành riêng cho từng vùng, nghĩa là những thuốc được sản xuất từ nọc độc ở một vùng thì có thể không hiệu quả với vết cắn ở vùng khác. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các liệu pháp điều trị rắn cắn mới sẽ có những đặc tính tốt hơn so với các thuốc kháng nọc độc hiện tại. Chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. Nghiên cứu sẽ nâng cao hiệu quả của thuốc kháng nọc độc, đồng thời giảm số lượng thuốc cần thiết cho mỗi bệnh nhân. Hiện tại, một bệnh nhân phải chi trả cho 5 lọ thuốc kháng nọc độc, có giá từ 70 đến hơn 100 đô la Mỹ. Trước tình trạng số ca rắn cắn ngày càng tăng tại Kenya, bên cạnh nghiên cứu thuốc điều trị thì Viện Nghiên cứu Kenya cũng đang hợp tác với cộng đồng địa phương, mục đích là để nâng cao kiến thức cho người dân phòng ngừa rắn cắn, cách xử lý rắn và cách sơ cứu các nạn nhân đúng phương pháp.
Cư dân trong vùng Kashmir, Ấn Độ mừng lễ hội mùa xuân Rohan Posh bằng cách đánh bắt cá với các dụng cụ truyền thống. Họ tin rằng lễ hội giúp làm sạch dòng nước vì đã dọn dẹp các loài cỏ dại làm nước chảy thông thoáng hơn. Dùng rổ đan, vợt lưới, người tham gia lội xuống nước bắt cá bằng tay, nhưng cũng góp phần khơi thông dòng chảy để mong sông nhận được nhiều nước quanh năm. Lễ hội này rất lâu đời, nhằm khai thông dòng chảy, giúp cho đất đai có thêm nước tưới. Trong vùng này có hàng trăm điểm tổ chức lễ hội bắt cá, khai thông dòng nước, quy tụ không chỉ cư dân mà cả những người từ nơi khác đến xem. Cá bắt được trong lễ hội sẽ được nấu và chia cho mọi người trong bữa tiệc chung. Đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris của Pháp ngày hôm qua 26 tháng 5 đã được khoác lên mình một tấm thảm picnic khổng lồ nổi bật với những ô kẻ màu đỏ trắng. Đây là một phần của sự kiện picnic với khoảng 4.000 người cùng nhau ngồi dưới ánh nắng hè để thưởng thức bữa ăn ngoài trời. Những người tham gia buổi picnic đặc biệt này đã may mắn được lựa chọn thông qua rút thăm trúng thưởng. Mọi người còn được tặng giỏ quà miễn phí chứa đầy những món ngon từ một số đầu bếp hàng đầu ở Paris. Tấm khăn trải picnic khổng lồ dài 216 mét từ Khải Hoàn Môn đến đại lộ Georges để ngủ với tổng diện tích 4.212 m2 và được sản xuất từ 100% sợi tái chế. Một số món ăn mà người tham gia được thưởng thức bao gồm bánh mì sandwich kẹp thịt gà, bánh tạc chanh, bánh quy, dâu tây. Tôi đã chụp một số bức ảnh và gửi cho bạn bè trên khắp thế giới. Tôi chưa từng tưởng tượng ra việc này, nó giống như một giấc mơ thành hiện thực. Không thể tin được rằng tôi đang ở trên con phố chính của Paris, ăn trưa với bạn bè, tận hưởng cuộc sống vào mùa hè. Theo đơn vị tổ chức, sự kiện nhằm mục đích chứng tỏ rằng đại lộ Champs-Élysées không chỉ được biết đến là nơi để mua sắm, mà còn là nơi để dã ngoại, một nét đặc trưng của văn hóa Pháp. Ở phần an ninh trật tự, an toàn giao thông sẽ là làm giả trên 50.000 giấy tờ của cơ quan tổ chức, thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỷ đồng. Người đàn ông lao xuống sông, cứu bé gái 6 tuổi. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án làm giả giấy tờ quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thành Thái, 33 tuổi, trú tỉnh Bình Định và Trần Xuân Hiển, 33 tuổi, trú tỉnh Nam Định. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023, nhóm đối tượng do Thái và Hiển cầm đầu đã làm giả trên 50.000 giấy tờ của các cơ quan tổ chức, gồm giấy phép lái xe các loại, giấy tờ khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, bằng cấp các loại, sau đó chuyển cho người đặt mua qua bưu điện. Tổng số tiền thu lời bất chính khoảng hơn 100 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại Hà Nội nơi các đối tượng thuê để sản xuất, cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại máy móc thiết bị, bao gồm máy tính, máy in, máy ép plastic, máy scan, máy CNC, phôi bằng, dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất, in ấn giấy tờ, con dấu giả. Đối với hơn 50.000 trường hợp đặt mua hàng của các đối tượng, Công an Hà Nam đã trao đổi, phối hợp với Công an 62 tỉnh thành trên toàn quốc để điều tra theo thẩm quyền. Một thi thể vừa được phát hiện vào trưa nay tại vùng rừng Chút Mút, tỉnh Quảng Bình, giáp biên giới Việt-Lào. Đáng bàn là xác chết nằm cách hiện trường một án mạng đang điều tra, chừng 200 mét. Lực lượng chức năng nghi vấn đây là thi thể của nghi phạm chính trong vụ chồng giết vợ hồi đầu tháng 5. Thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, bên trên có một sợi dây, bên cạnh là mũ và dép. Qua những dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi vấn đây là thi thể của ông Trần Văn Thông, 56 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Trước đó vào chiều tối 6 tháng 5, trong lúc vào rừng lấy gỗ thì vợ chồng ông Thông xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc ông chồng dùng dây tắt cổ vợ vào gốc cây đến chết. Sau khi gọi báo người nhà việc mình giết vợ, ông đã trốn vào rừng. Hiện Công an Quảng Bình đang xác định chính xác nhân thân của thi thể để tiếp tục xử lý vụ việc. Một vụ cháy nhà vừa xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Chính quyền địa phương xác nhận không có thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng nay, người dân phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà ở tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nghe tiếng hô hoán, một người ở trong căn nhà cháy mở cửa tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy. Một số vị trí tường gạch căn nhà được đập thủng phục vụ cho công tác chữa cháy. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong căn nhà bị lửa cháy hư hỏng. Hiện công an đang thống kê thiệt hại cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà này. Đêm qua rạng sáng nay, một kho chứa phế liệu trong khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã bị cháy lớn, nhưng rất may không có thiệt hại về người.
Nhiều người dân chứng kiến vụ cháy cho biết đám cháy bùng lên rất nhanh và dữ dội, chỉ trong thời gian ngắn đã thiêu rụi làm sập toàn bộ một nhà xưởng và một phần một nhà xưởng cạnh đó. Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động toàn bộ lực lượng gồm trên 10 xe cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an huyện Yên Khánh và lực lượng tại chỗ chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 5, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy. Nhà kho nói trên thuộc công ty Khánh Phú Glass. Công ty này có giấy phép sản xuất kinh doanh kính nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 2020. Gần đây, công ty cho một đơn vị thuộc tỉnh ngoài thuê lại các nhà xưởng để tập kết phế liệu là cao su từ các cơ sở sản xuất giày dép để chở đi nơi khác tái chế. Mới đây, cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty Khánh Phú Glass chấm dứt việc cho thuê số phế liệu tập kết đang được dần chuyển đi nơi khác. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chạy xe máy đi ngược chiều, một người đàn ông đã gây tai nạn cho người khác khiến nạn nhân phải đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra chiều qua trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Theo các nhân chứng, vào khoảng 13 giờ, một người phụ nữ hơn 70 tuổi chạy xe đạp điện lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc. Trong lúc xe đang đi đến gần cầu Chợ Bưng thì bà bị một người đàn ông hơn 50 tuổi chạy xe máy ngược chiều đâm trúng. Cú va chạm làm cả hai người ngã xuống đường, người phụ nữ bị chấn thương khá nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn người đàn ông bị xây xát nhẹ. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Tam Hiệp để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một người đàn ông đã ngay lập tức lao xuống sông cứu bé gái trượt chân khi nghe tiếng kêu cứu tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 25 tháng 5. Hành động dũng cảm đã được các nhân chứng ghi hình lại. Người đàn ông kể trên là anh Phạm Văn Phúc, 32 tuổi, trú phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà. Sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 5 trên một đoạn sông Hiếu chạy qua địa bàn phường Đông Giang. Bé gái 6 tuổi được anh Phúc đưa lên bờ sơ cứu và hiện sức khỏe đã ổn định. Lãnh đạo địa phương đang phối hợp để có hình thức khen thưởng biểu dương hành động dũng cảm của anh Phúc. Ngày 27 tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 6 2024, chuẩn bị thi đấu hai trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của World Cup 2026 khu vực châu Á. Tổng cộng có 27 cầu thủ được chọn. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Philip, Văn Lâm, Hoàng Đức hay Quang Hải, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Văn Chuẩn, Văn Khang hay Vĩ Hào. Trong đợt tập trung lần này, sự thiếu vắng đáng tiếc nhất là Quế Ngọc Hải hay Đoàn Văn Hậu. Một trường hợp vắng mặt khác do chấn thương là tiền đạo trẻ Đình Bắc. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tập luyện vào ngày 1 tháng 6 tới tại Hà Nội. Đội sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà diễn ra vào 19 giờ ngày 6 tháng 6 trước khi di chuyển sang Iraq để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Cuối tuần qua, coureur Slovenia Tadej Pogačar đã vô địch cuộc đua xe đạp Giro d'Italia ngay trong lần đầu tiên tham gia. Không những vậy, anh còn thắng với cách biệt lớn nhất trong gần 60 năm tại giải đua này. Chặng cuối dài 125 km với điểm kiểm bằng phẳng, đích đến ở Roma, coureur người Bỉ Tim Merlier cán đích đầu tiên trước khi Jonathan Milan. Tay đua chủ nhà này đã phải đổi xe sau khi bị xẹp lốt ở 9 km cuối. Trong khi đó, Pogačar thi đấu với tâm lý thoải mái ở chặng này. Anh đứng đầu bảng tổng sắp với cách biệt tới 9 phút 56 giây trước tay đua Colombia Daniel Martinez, con số lớn nhất kể từ năm 1965. Sau Giro d'Italia, Pogačar hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công tại giải Tour de France khởi tranh vào ngày 29 tháng 6. Chương trình 60 giây hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.